đây Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh ở đây xin kính chào quý khách. Hôm nay Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh ở đây xin gửi quý bạn một sản phẩm tranh dương dầu vừa mới hoàn thành theo yêu cầu của khách hàng. Đây là bức tranh dương dầu được chép nguyên bản. Bức tranh mang tên Phần Hoàng Trần Nhân Tông, được thờ chính thức tại chùa Yên Tử, Việt Nam. Đây là bức tranh vẽ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tiền sử người là vua Trần Nhân Tông, khi sau khi đã chuyển ngôi cho thái tử và người đã làm thái thượng hoàng. Và sau khi làm thái thượng hoàng thì người đã quy chính quả vào cửa Phật và tu thành chính quả, và người dân gọi người là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nay Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh ở đây gửi quý vị bản bản sao chép lại của theo yêu cầu của khách hàng. Bức tranh sơn dầu vẽ hình tượng chân dung Phật Hoàng Trần Nhân Tông, được thờ chính thức tại chùa Yên Tử, Việt Nam. Đây là bức tranh được phỏng tác và chép sao chép lại theo yêu cầu của khách hàng đặt hàng. Nên Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh đã sao chép lại theo yêu cầu và mẫu của khách hàng gửi tới. Nên mọi sự về chương trình bản quyền sẽ Thế Giới Tranh Nghệ Thuật sẽ không chịu trách nhiệm, vì đây sẽ là tranh do yêu cầu của khách hàng. Hình ảnh Phật Hoàng trong bộ dạng hình sư nhưng lại khoác bên mình áo bào của hoàng đế, chính là trang phục của Thái Thượng Hoàng. Vì người chính gốc chính là Thái Thượng Hoàng trong cung điện của vua cha, sau khi đã tu thành chính quả thì người đã thành đức chính quả trong bổn sư, và nay được thờ tại chùa Yên Tử quý bạn. Và quý vị bạn ai có nhu cầu vẽ tranh tường 3D hay là vẽ tranh sơn dầu theo yêu cầu của khách đặt hàng như thế này, quý vị bạn liên hệ với chúng tôi Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh ở đây sẽ đáp ứng đủ mọi yêu cầu của quý vị bạn yêu cầu khi vẽ tranh tới chúng tôi. Quý vị bạn liên hệ theo số điện thoại 0842 480 730. Và xin nhắc lại số điện thoại liên hệ vẽ tranh tường 3D, trang trí, tư vấn thiết kế các tranh về quán ăn, phòng trà, khách sạn, nhà bơi, nhà ở vân vân, hay là tranh treo vẽ sơn dầu như thế này. Quý vị các bạn liên hệ với chúng tôi Thế Giới Tranh Nghệ Thuật Duy Ninh ở đây, số điện thoại 0842 480 730. Xin nhắc lại số điện thoại 0842 480 730. Cảm ơn.
xin chân thành cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi sản phẩm sản phẩm của tôi tại hiện nay. Hẹn lại quý vị và bạn trong những sản phẩm chanh sơn dầu, chanh đường mới nhất của thế giới, chanh hạt Duy Ninh ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào.